Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ và đầm ấm bên người thân. Hôm nay thứ bảy ngày 5 tháng 3 2022, vườn kiển Trung Hậu tọa lạc tại số A33 đường Dương Thị Mười, phường Tân Thế Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chào hàng với các bạn một lô hàng buổi sáng hôm nay các bạn ha. Như là mỗi ngày thì vườn Trung Hậu chào hai lô, một lô sáng và một lô chiều. Khi mà xem phim, nếu mà các bạn hợp nhãn em nào thì các bạn lưu ý dùm năm thu ha. Cái số mã số cây của ngày nào thì các bạn báo cho chính xác để tránh sự lầm lẫn đáng tiếc xảy ra. Và năm thu cũng chỉ làm clip, mà liên lạc giao dịch các bạn vui lòng trực tiếp gọi cho anh Hậu theo số điện thoại là 0932696239 các bạn ha. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp lại anh chàng Hậu quen thuộc của vườn kiển Trung Hậu. Hậu ơi, chào Hậu. Ơi, em ơi, em cũng chào anh Năm luôn nha anh Năm. Chào tất cả các anh em mình hết nha không? Chúc các anh em mình một ngày cuối tuần vui vẻ và đầm ấm bên gia đình ha. Hôm nay thứ bảy mình chào lại cái clip tầm trung trung mà chủ yếu là mai chứng thủy mình không nha. Tại vì mình cũng mới nhập được lô hàng mai chứng thủy như vậy nè anh Năm. Rồi. Để mình chào giá cho anh em mình ha. Đây là hàng mới tanh luôn hả? Hàng mới nè. Đó là chưa có trồng luôn nè, nằm trong bầu luôn nè. Hàng mới chuyển về. Giờ mình bán luôn nha. Rồi cái hình thức kinh doanh của mình như thế nào, vui lòng nhắc lại nha. Mình á là tức là mình báo giá cũng tại vườn ha. Không bao ship, anh em nào mua 3 cây trở lên là mình sẽ bao ship. Còn dưới 3 cây mình không bao ship ha. Còn giờ đây cái clip của mình là buổi sáng mình chào 15 cây. Rồi. Chiều mình tiếp tục 15 cây là 30 cây. Rồi cái lô buổi sáng hôm nay chúng ta được chào giá một lô hàng gồm 15 cây. Là mai chứng thủy không? Mai chứng thủy. Tức là 30 cây này mai chứng thủy không nha anh em. Vào đi trước đi học. Rồi đây. Vào đi trước đi. Chúng ta bước vào phía bên trong đi. Bước vô trong á mình báo giá từng cây ha. Đây, cái lô hàng mới nhập về. Mới nhập về đây. Mấy anh em tham khảo. Thấy cây nào vừa ý thì gọi điện alo cho mình số 0932 696 239. Em nào vừa ý thì chỉ cần nhấc telephone lên hello Hậu 0932 696 239 phải không? Dạ là ok, là sẽ có người tiếp các bạn lên. Chó này kỳ ghê, gặp mình nó vô đây hoài. Rồi chúng ta bắt đầu tiến hành làm việc, không để cô bác trình trị nóng ruột. Rồi giờ vô trong đó mình đo thông số mình cây ha. Cây số 1, đây là một cây mai chứng thủy. Này là toàn bộ là lá nhị quý hết nha anh em. Lô này là toàn bộ lá nhị quý nha. Dòng eo của nó là 23. Tán rộng của nó là 71. Chiều cao của nó là 59. Đây là mình để vô cái chậu tượng trưng thôi nha. Đây, gọn ra về cho anh em mình coi nha. Toàn bộ là hàng có bầu vậy thích nha. Để vô cái chậu tượng trưng ra nha. Rồi cây số 1 là chào giá 1,2 triệu nha anh em. 1,2 triệu. 1,2 triệu. Số 1 1,2 triệu. Múc vừa kia luôn. Đi vô. Ra sẵn đó. Đâu hả? Đi đâu hả? Hàng nào? Hàng đó hả? Để một hàng này, hàng nào có nhân một hàng thôi nha anh Năm. Hàng mình đó đi tứ á Năm. Rồi cây số 2. Đây cây số 2, dòng neo của nó là 21. Tán rộng của nó là 70. Chiều cao của nó là 54. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi cây số 2 cũng chào giá là 1,2 triệu luôn nha anh em. 1,2 triệu. Số 2. Đây. Cũng là nhắc lên vậy luôn nha anh em. Cây này hàng mới vừa chuyển về. Hàng này cũng hàng miền Trung hay miền Tây thôi Hậu? Hàng này miền Tây không? Hàng miền Tây. Hàng này chính. Rồi tới cây số 3. Rồi dòng eo là 26. Tán rộng là 63.
chiều cao của nó là 50. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là triệu 3, chỉ nó quả nó lên vô ăn ông trong đây khiên ra thôi. Nó khiên vô rồi để xong có ngay hàng thẳng nói đây cây số 3 chào. Chào giá cũng là triệu 2 nha anh em. 1 triệu 2. Số 3. Số 3. Này khỏi nha. Vậy nha. Đây. Ê, để luôn chậu luôn. Đổ, để chậu luôn. Ừ, để chậu. Đó, để chậu luôn không biết không? Đây, số 4. Số 4. Để đây nè. Rồi, dòng eo của nó là 27. Nó lấy gì nó lấy. Tán rộng của nó là 74. Chiều cao của nó là 56. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi, chào giá là 1.4 nha anh em. 1.4. 1.4. Đây là cây lá nhị quý hả? Lá nhị quý, toàn bộ lá nhị quý hết nha. Lô này là nhị quý không? À, mang mã số. Số 4. À, cái lô này cây khá là đẹp các bạn, mà giá nó mềm ha. Dễ chơi. Rồi được không? Rồi các bạn lưu ý lô hàng được phát sóng vào sáng thứ bảy ngày 5 tháng 3. Nếu các bạn mà chưa hợp nhãn được em nào thì các bạn vui lòng xem lô hàng báo tiếp theo vào buổi chiều được báo được phát sóng vào lúc 12:15. Dòng neo của nó là 27. Tán rộng của nó là 62. Chiều cao của nó là 57. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi chào giá là 1.3 nha anh em. 1.3 mang mã số 5. Hai người khiêng chứ một người khiêng nó có kịp chậm. Rồi tới nữa là tiếp tục cây số 6. Rồi dòng eo của nó là 24. Tán rộng của nó là 63. Chiều cao của nó là 59. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi chào giá là 1.4 luôn nha anh em. 1.4. 1.4 mang mã số 6. 6. Đây. Lên cây luôn. Chậu nhựa cho nó nhẹ, cái chậu xi măng nặng thế rồi. Giờ có chậu nào mình chậu nấy luôn không? Rồi tiếp tục nữa là em số 7. Rồi, dòng neo của nó là 32. Tán rộng của nó là 67. Chiều cao của nó là 79. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi, chào giá là 1.6 nha anh em. 1.6 nha. 1.6. 1.6 mang mã số 7. Số 7. Con cây này có nhìn rớt nhìn đẹp. Nhìn dắt con canh á nằm. Nhìn nó hay ha. Này mà trồng lên nổi cây nổi chậu, chậu đẹp lên nhìn nó ok á năm. Nó mềm mại. Nó nhìn giá hấp dẫn liền.
mà tại vì thôi nhà vườn mình cứ về nhập về bán liền đi. Tại vì để quay đồng vốn không? Quay đồng vốn cho nó nhanh chứ giờ mình trồng vô nữa rồi phải tỉa cái chậu cho nó hợp lý nữa, nó mất thời gian nữa. Mà vốn mình thì yếu anh Năm. Vốn yếu hả? Vốn ngân hàng quay. Ngân hàng quay ở đòi ghi ra luôn. À tiếp tục. Chậu chậu nặng thế mồ cái chậu được. Thấy cái chậu tôi muốn cục tôi sống rồi. Chậu không muốn cục. Tiếp tục nữa là một em nữa. Rồi dòng eo của nó là 29. Tán rộng của nó là 67. Chiều cao của nó là 82. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 1.3 triệu nha anh em. 1.3 triệu. 1.3 triệu nha. Mang mã số 8. Số 8. Mang số 8 thì 1.3 triệu nha anh em. Rồi lên. Nếu anh em nào mà mua số lượng nhiều thì mình tính lại cái giá hữu nghị cho anh em nha. Ví dụ như nó nguyên lô nhà anh em lấy hết được rồi. Cái chừng nó gãy mấy cái nhánh rồi. Mình trả giá hữu nghị cho anh em vậy. Đây tiếp tục nữa là một em. Rồi dòng eo của nó là 30. Tán rộng của nó là 81. Chiều cao của nó là 68. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi giá cho chiều nay trời mưa đi. Mình quay trong nhà vậy trời mưa nó mát hay nằm. Có nghĩa nó lợp đọp. Lợp đọp cái tiếng khó nghe không phải không? Tiếng khó nghe đúng là tại mấy tôn mà. Rồi chào giá là 1.4 triệu nha anh em. 1.4 triệu. 1.4 triệu nha. Mang mã số 9. 1.4 triệu. Tới nữa là một em nữa. Về cầm đúng cây luôn là ok nè. Cây này dán cũng rất hay nè. Đế đồ đẹp luôn nè. Cây này rậm cũng hay kìa. Đây, dòng eo của nó là 33. Tán rộng nó 70. Chiều cao của nó là 67. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Chào giá là 1.6 triệu nha anh em. 1.6 triệu nha. 1.6 triệu. 1.6 triệu. Mang mã số 10. Số 10. Luôn. Đây, 11. Cây này nó quýnh theo cái kiểu tàn rủ nha anh em. Rủ. Chi nhưng mà quýnh rủ xuống nha. Cúp xuống hả? Nè quýnh rủ xuống này, quýnh kiểu liễu rủ anh em. Còn mình không thích cho nó ngẫm lên được không? Được, ngẫm được. Trời ơi, mình không được. Cho rủ thì mình thích ngẫm thì mình ngẫm nó lên. Dễ mà anh Năm. Có vậy thôi anh có vậy thôi mà anh Năm không biết hả. Rồi dòng eo là 26. Tán rộng là 51. Chiều cao của nó là 61. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Cái này dán liễu rủ mà vô cái chậu tròn tròn cũng rất hay á anh Năm. Có duyên chứ.
Rồi, chào giá là 1 triệu tư nha anh em. 1 triệu tư. 1 triệu tư nha. Mang mã số 11. Rồi, ra luôn. Tán rộng nó là 79, chiều cao của nó là 74. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi chào giá là 1,5 triệu nha anh em. 1,5 triệu nha. Rồi mang mã số 12. Rồi ra luôn. Mười ba. Rồi dòng heo của nó là 28. Tán rộng của nó là 58. Chiều cao của nó là 73. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Cái này cũng khá là liền thẹo luôn rồi nha anh em. Rồi chào giá là 1 triệu tư luôn nha anh em. 1 triệu tư. 1 triệu tư mang mã số 13. Rồi ra luôn. Rồi tới nữa nha, là một em này hơi lùng lực rồi nha. Lùng lực. Tại vì để vô cho nó không có ngay cái chậu. Cái này em này hơi lùng nha. Rồi, dòng eo của nó là 26. Tấn rộng nó là 64. Chiều cao của nó là 54. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 1 triệu 6 nha anh em. 1 triệu 6. 1 triệu 6 nha. Mang mã số 14. Đế đều luôn. Bây giờ rửa ra là vô đế đi. À, cái này là 15 hả Nam? 15 cũng là em cuối cùng của lô hàng được báo giá vào sáng ngày hôm nay ngày 5 tháng 3. Em số 15. Dòng eo của nó là 24. Tán rộng của nó là 61. Chiều cao của nó là 56. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi chào giá là 1 triệu 2 nha anh em. 1 triệu 2 em mang mã số 15, 15. Cũng là kết thúc lô hàng báo giá ngày sáng hôm nay. Nếu mà các bạn chưa ưng ý nữa thì các bạn là vui lòng và đón xem vào cái lô phát sóng vào buổi chiều lúc 12 giờ 15 phút cũng trên kênh Thu Bán Sai các bạn ha. Thôi rồi Hậu ơi, cũng phải nói là chia tay với cô bác anh chị mình thôi em ơi. Rồi em cũng xin chào anh Năm nha anh Năm. Chào tất cả các anh em mình hết chưa. Chúc các anh em mình dồi dào sức khỏe đi ha. Có sức khỏe sẽ thành công tất cả ha. Mình cũng mong các anh em là ủng hộ clip này cũng như là ủng hộ mấy clip vừa qua. Thành thật là vườn trung hậu cảm ơn mấy anh em mình rất nhiều nha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp. Bye bye.